Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Có thể các bạn đã biết Mega Evolution hay tiến hóa Mega là một cơ chế cực kỳ đặc biệt của Pokemon được giới thiệu lần đầu trong Pokemon XY. Theo đó, khi sở hữu hai loại đá có tên là Mega Stone và Key Stone, trainer có thể cho Pokemon của mình tiến hóa. Vì sau khi tiến hóa, Pokemon sẽ trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Chính vì thế, đây chính là con át chủ bài của nhiều trainer. Đúng là tiến hóa Mega đã xuất hiện từ khá lâu. Nhưng mãi gần đây, sau khi đồng trình đây chiến nhiều năm, Satoshi đã nhận ra để trở thành trainer mạnh nhất thế giới thì sức mạnh tiền bản thôi là chưa đủ. Chính vì thế, cậu đã sang Kalos xin Keystone từ Koruni, sau đó lên đảo Mega kiếm đá Mega cho Lucario. Và tất nhiên, cậu ta đã kiếm được đá và chính thức gia nhập câu lạc bộ những thanh niên thích chơi đá. Ngoài Lucario ra thì Satoshi cũng sở hữu khá Pokemon có thể tiến hóa Mega. Giờ có Keystone rồi, chỉ cần có Mega Stone tương ứng nữa thôi là có thể tiến hóa Mega rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video tổng hợp toàn bộ các Pokemon của Satoshi có thể tiến hóa Mega nhé. Pokemon đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó là Lucario, vì nó là Pokemon duy nhất của Satoshi chắc chắn sẽ Mega. Ở đây tôi sử dụng từ chắc chắn chứ không phải từ có thể nha mấy bộ. Xuất thân từ một quả trứng vô danh, trải qua vài biến cố, Lucario đã về tay của Satoshi. Tuy ban đầu nó rất chẩu, nhưng dần theo thời gian, Ryoru ngày trưởng thành hơn. Một lần, Satoshi sang Kalos tham gia một trận đấu. Đối thủ của cậu là Koruni, bồ cũ, đồng thời cũng là game leader của thành phố Sara. Sau khi chứng kiến Lucario của Koruni tiến hóa Mega, Ryoru đã tỏ ra cực kỳ thích thú. Nó thầm ước, giá mà một ngày nào đó, nó cũng làm được như thế. Tại phần phim Pokemon Johnny này, Ryoru là Pokemon có nhiều đất diễn nhất, xa rất chăm trên cho nó. Trong sự kiện ngày đen tối nhất, Ryoru đã tiến hóa thành Lucario và trở thành một Pokemon đáng tin cậy. Nó cùng từng với Esuban solo 2-1 với Mao Nhị, kết quả bị đập cho như hai cái mền rách. Trải qua nhiều trận đấu, gặp qua nhiều đối thủ mạnh trong giải đấu cúp thế giới, Satoshi nhận ra mình phải mạnh hơn nữa, mà trong team của cậu hiện tại có Lucario có thể tiến hóa Mega. Chính vì thế, trong đầu cậu này lên ý nghĩ, sao mình không kiếm đá để tiến hóa Mega cho nó nhỉ? Nghĩ là làm, Satoshi sang luôn thành phố Sara, nơi Koruni đang làm trưởng hội quán. Vì Koruni và ông nội của cô đều sở hữu Mega Lucario, nên Satoshi quyết định qua đây nhờ sự trợ giúp. Thế là Koruni đưa cho cậu một cục Keystone, Satoshi nhận lấy và đeo luôn lên tay một cách cực ngầu. Sau đó, họ lên đảo Mega, trải qua một chút khó khăn, cũng như thử thách từ ông cô, Lucario đã tự mình lấy được Lucario này. Hơi đáng tiếc là họ chưa cùng nhau thực hiện tiến hóa Mega. Xa lại kiểu, hãy hồi đáp con tim của ta, tiến hóa vượt qua cả tiến hóa Mega. Khi trở về, Satoshi nhận được thông báo về đối thủ tiếp theo, đó không ai khác, chính là Saito. Thế là ngày hôm sau, Sa lại sang thành phố Lateraru, nơi Saito làm trưởng hội quán, một trận đấu rank Hyper nổ ra. Tuy biết đặc trưng trong trận đấu của Gala đã đai mắt, nhưng thằng Sa vẫn đeo găng tay có Keystone như thách thức tất cả ảo ma Canada. Liệu Mega Lucario sẽ làm gì để có thể chiến thắng được Kyo Dai Mắc Kairiki đây? Cùng đoán chơi nhé! Pijoto. Pijoto là Pokemon mà Satoshi thu phục ở Kanto. Nó là Pokemon hệ bay đầu tiên Satoshi thu phục được, lại còn là Pokemon chim bản địa, một con chim cực kỳ quen thuộc ở Kanto. Trong hầu hết khoảng thời gian đi cùng với Satoshi, nó vẫn còn là Pidgeon. Sau này, Pidgeon đã tiến hóa thành Pijoto. Satoshi đã để nó lại ở một khu rừng để bảo vệ đàn Popo và Pidgeon. Satoshi hứa sẽ quay lại đón nó sau khi xong việc ở quần đảo Orenji, nhưng Satoshi chưa bao giờ thực hiện lời hứa đó. Nên có thể coi Pokemon này đã bị Satoshi bỏ rơi. Tội nghiệp cho chim Pijoto quá. Phải tôi cùng phòng cho mấy phát. Tuy nhiên, Pijoto vẫn là một Pokemon của Satoshi, nên việc nó xuất hiện trong danh sách này là điều hiển nhiên. Trong video giới thiệu về tiến hóa Mega, chúng ta có thể thấy một con Mega Pijoto đang PK với một con Mega Bomanda. Hôm nọ, trên đảo Mega, hai con Pokemon này lại tiếp tục PK tiếp. Là các bộ thấy, có một sự gửi nhắc nhạc của nhà sản xuất, đằng xa cũng từng có một con chim như thế. Từ thằng xa đã bỏ rơi em nó, sau này em nó mà được comeback, em nó tự tiến hóa Mega được, thì lúc đó mới gọi là hề hước. Mà phần trăm Pijoto được comeback, nó tối, không khác gì cái tiền đồ của chị giàu, nói gì đến tiến hóa Mega cơ chứ, buồn của chim Pijoto. Fushigidane.
Fushigen đây là Pokemon được Satoshi thu phục trong một khu rừng bí ẩn ở Kanto. Nó là một trong những Pokemon thân thiết nhất của Satoshi. Nó đã đi du hành cùng với Satoshi từ Kanto sang quần đảo Oranji và phần lớn chặng đường ở Johto. Hiện tại, nó đang ở viện nghiên cứu Okido. Tại đây, vai trò của nó như Pokemon đầu đàn vậy. Nó là người hòa giải những tranh chấp của các Pokemon. Trước đây, Fushigen đã có cơ hội để tiến hóa. Tuy nhiên, nó cũng giống như Pikachu, nó không muốn tiến hóa. Tiến hóa làm gì khi bạn đã quá mạnh rồi? Kết quả là bây giờ, nó vẫn chỉ là một con ếch cấp 1. Tuy nhiên, nói về kinh nghiệm chiến đấu thì nó cũng thuộc hàng top vì nó được Satoshi sử dụng để chiến đấu rất nhiều. Hiện tại, Satoshi đã có Keystone. Trong trường hợp Satoshi đột nhiên kiếm được viên Fushigi Banana thì biết đâu chú ếch kỳ diệu của chúng ta sẽ bỏ qua mọi lời đàm tiếu để tiến hóa lên cấp cuối cùng để cùng Sam một lần nữa chiến đấu và tiến hóa Mega thì sao nhỉ? Khi lên Mega, bông hoa trên lưng của Fushigi Banana trở nên to hơn và vô cùng rực rỡ. Lúc này, khung xương và các bộ phận trên cơ thể của nó trở nên cồng kềnh nhưng vô cùng cứng cáp khỏe mạnh. Mega Fushigi Banana có thể gọi là siêu Pokemon ở cấp độ này. Năng lực tấn công của nó tăng lên đáng kể, các đòn tấn công với uy lực khủng khiếp và khả năng phòng thủ cực kỳ kiên cố. Đặc tính của nó cũng thay đổi từ Overground thành Thích Phát, giúp nó có thêm khả năng tự vệ trước những chiêu thức hệ lửa và băng, một Pokemon siêu tanh thực thụ. Zenigame cũng giống như trường hợp của Fushigidane ở trên, hiện tại Zenigame cũng đang là một Pokemon cấp 1. Tuy nhiên, tương lai của nó vẫn có thể tiến hóa Mega nếu Satoshi thực sự quyết tâm. Zenigame cũng là một trong những Pokemon đầu tiên của Satoshi. Nó đi theo Satoshi sang đến Johto và là một người bạn vô cùng thân của Pikachu lẫn Fushigidane. Hiện tại, Zenigame đang là tổ trưởng của một bầy Zenigame khác. Chúng tạo thành đội lính cứu hỏa. Trong một ngày đẹp trời, Satoshi ăn may kiếm được Cam Backside thì sao nhỉ? Liệu họ có cùng nhau cố gắng một lần nữa để có thể tiến hóa Mega? Chứ lên Mega thì Cam Back khá là bá. Để tôi review một ít sức mạnh của Mega Kamek cho anh em nhé. Khi lên Mega, hai khẩu pháo trên lưng Kamek đã hợp nhất thành khẩu trọng pháo cực lớn. Khẩu trọng pháo này có uy lực vô cùng khủng khiếp, có thể bắn ra những tia nước đạt tầm xa hơn 6 dặm. ABT cũng thay đổi từ Torrent thành Mega Launcher, khiến cho các chiêu thức như pháo nước hay lòng bà động trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cụ thể là 50%, như này, một bắn thôi là đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Ứng cử viên sáng giá nhất trong danh sách này, Pokemon của Satoshi mà chúng ta muốn thấy nó tiến hóa Mega nhất, đó chính là rồng phun lửa Lizardon. Trước đây rất lâu, Satoshi đã giải cứu cho một con Hitokage bị chủ bỏ rơi. Từ đó, nó đã đi theo Satoshi. Ban đầu, Hitokage rất nghe lời. Tuy nhiên, kể từ khi tiến hóa thành Lizardon, nó đã không còn nghe lời nữa. Vì nó nghĩ rằng Satoshi không đủ đẳng cấp làm trên đầu của nó. Sau một biến cố trên quần đảo Oranji, Lizardon đã bắt đầu nghe lời Satoshi. Hiện tại, Lizardon đang tập luyện ở thung lũng Lizafit cùng các Lizardon khác. Sau này, nó đã rất nhiều lần quay trở lại giúp đỡ Satoshi trong các trận đấu quan trọng như khi Satoshi thách đấu hội quán Fusube hay khi đánh 6 vs 6 với Shigeru. Lizardon cũng là Pokemon đầu tiên của Satoshi đánh bại được một Pokemon huyền thoại, đó là Frieza trong trận đấu với Battle Factory. Như đã nói ở trên, Lizardon là ứng cử viên sáng giá nhất. Ở nó, hội tụ đủ mọi yếu tố để có thể Mega, như đã đạt hình thái tiến hóa cuối cùng và có mối liên kết cực kỳ bền chặt với Satoshi, giờ chỉ còn thiếu đá nữa thôi. Tuy nhiên, Lizardon có tới hai biến thể Mega, hai hình dạng này có những đặc điểm và sức mạnh khác nhau. Khi lên Mega X, Lizardon có thêm hệ rồng và thiên về tấn công vật lý. Khi lên Mega Y, nó lại thiên về gây sát thương phép, thậm chí ABT còn thay đổi thành hạn hán, giúp nó gia tăng sát thương của các chiêu thức hệ lửa, đồng thời giảm mạnh sát thương hệ nước. Vậy, bạn muốn Lizardon của Satoshi tiến hóa lên dạng nào, X hay Y? Heracross. Heracross là một Pokemon mạnh mẽ. Nó chính là Pokemon đầu tiên mà Satoshi thu phục trong cuộc hành trình tại Johto. Heracross là một Pokemon hệ bò, vì thế khi mới xuất hiện, nó đã nhận nhiều lời tổng chỉ bảo từ Kasumi. Tuy nhiên, đây cũng là Pokemon hệ bò duy nhất mà Kasumi không hề sợ hãi. Ngược lại, Kasumi lại rất yêu quý nó, chắc do nó ngầu. Hiện tại, Heracross đang ở viện nghiên cứu Okido. Thi thoảng, Satoshi vẫn gọi nó quay trở lại để đánh một số trận đấu. Với sự siêu cấp và mộng thoại, Heracross thực sự là một Pokemon rất mạnh và khó lường. Nên việc nó và Satoshi có thể cùng nhau liên kết và tiến hóa Mega cũng không phải việc quá bất ngờ. Khi lên Mega, Heracross trở thành một Pokemon cực kỳ cơ bắp. Hai cánh tay của nó rất khỏe, có thể dễ dàng bóp nát cả những tảng đá lớn hay nâng cả xe tải nặng 10 tấn. Quá kinh dị.
Chiến sự nhận đầu cũng trở nên to lớn hơn và thích hợp với việc tấn công hơn. Với chỉ số attack lên đến 185, Mega Heracross là một trong những Pokemon có lực tấn công mạnh nhất trong thế giới Pokemon. Sau Lizardon thì Chikin chính là ứng cử viên thứ hai trong trường hợp phải chọn đạp Pokemon tiếp theo của Satoshi được phép tiến hóa Mega. Chikin là Pokemon chủ lực của Satoshi tại vùng Hoenn. Nó là một Pokemon cực kỳ mạnh mẽ và ngầu lòi. Chikin đã từng đánh bại một Pokemon huyền ảo, đó là Darkrai của Takuto trong trận bán kết Liên minh Sinnoh. Hiện tại, Chikin cũng đang ở viện nghiên cứu Okido. Để có thể tiến hóa Mega cho Chikin, Satoshi phải kiếm được Chikin này, vì vốn nó đã là một Pokemon cấp 3 và có mối liên kết với Satoshi sâu đậm không kém gì Gotchu. Khi lên Mega, Mega Chikin có thêm hệ rồng, giúp cho khả năng tấn công của nó trở nên đa dạng hơn và miễn nhiễm hoàn toàn với điện năng nhờ ABT mới là Lightning Rod. Khi này, nó là Pokemon có chỉ số tấn công đặc biệt và tốc độ cao nhất trong tất cả các Pokemon hệ cỏ. Đặc biệt, Mega Chikin có thể cắt bỏ phần cuối của đuôi rồi phóng ra như một tên lửa. Lúc này, trông nó tấu hại thực sự. Onigori. Onigori là Pokemon Satoshi thu phục được ở vùng Hoenn. Ban đầu, nó là một Pokemon tinh nghịch và hiếu động. Tuy nhiên, sau khi tiến hóa, nó trở thành một Pokemon rất mạnh. Bạn nghĩ ở Hoenn, Chikin là chủ lực ư? Vậy thì các bạn hãy xem lại Liên minh Hoenn, coi Onigori gánh team được như thế nào. Nhờ có nó mà Satoshi đã chiến thắng trong rất nhiều trận đấu. Tuy nhiên, sau Liên minh Hoenn, Satoshi bỏ nó lại vì nghiên cứu Okido luôn. Mạnh quá có gì sai. Tuy tỷ lệ để Onigori tiến hóa Mega rất thấp, nhưng nó vẫn là một trong số ít Pokemon của Satoshi có thể tiến hóa Mega. Mega Onigori có hình dạng vô cùng gớm ghiếc với cái miệng siêu rộng, cảm giác như nó muốn nhốt chửng mọi thứ vậy. Cơ thể của Pokemon này được cấu tạo từ băng vĩnh cửu, vô cùng rắn chắc. Khi lên Mega, sức mạnh của Onigori được gia tăng một cách đáng kể, từ tốc độ cho đến sức tấn công. Tuy nhiên, vì cái hình dạng kỳ dị và đáng sợ của nó mà chẳng mấy trainer thích sử dụng Pokemon này. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về Fukamaru, Pokemon cá mập. Mặc dù nó vẫn là Pokemon cấp 1, còn chưa đạt nổi hình dạng tiến hóa cấp 3 nữa, nhưng không sao, vì trong video này, chúng ta dùng từ có thể mà. Fukamaru là Pokemon được Satoshi thu phục ở Sinnoh. Pokemon này có tinh khí rất trẻ con và rất thương. Nó rất thích ngoạm đầu của Satoshi và ăn bất cứ thứ gì là sắt thép. Tuy là một chỗ che chính hiệu, nhưng Fukamaru cũng nghiêm túc trong một vài tình huống. Điển hình như khi nó rất quyết tâm học chiêu thức chùm sao rồng. Tuy nhiên, mãi khi Liên minh Sinnoh diễn ra, nó mới làm chủ được chiêu thức này. Kết thúc hành trình tại Sinnoh, Fukamaru được Satoshi để lại viện nghiên cứu Okido. Có thể các bạn đã biết, Fukamaru là tiền thân của Gabriel, một Pokemon á thân cực kỳ mạnh. Đây cũng là Pokemon của Satoshi mà tôi thấy không cần thiết phải tiến hóa Mega, vì bản chất Gabriel đã là một Pokemon quá mạnh rồi. Tiến hóa Mega tuy giúp nó trở nên mạnh hơn thật, nhưng hình dạng cũng thay đổi, nhìn xấu hơn hình dạng ban đầu. Vậy nên, tốt nhất vẫn là không nên tiến hóa Mega cho Gabriel. Để kết thúc danh sách ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về Gengar, cây hải chính của phần phim mới này. Trước đây, nó từng bị trù bỏ rơi, sau thời gian chờ đợi, nó trở nên căm thù con người. Tuy nhiên, kể từ khi gặp Satoshi, nó nhìn thấy hào quang nhân vật chính từ cậu. Chính vì thế, nó đã quyết định đi theo cậu, từ đó, ánh mắt của nó cũng dịu hơn chưa rất nhiều. Tuy chất Pokemon khá mạnh, Gengar cơ mà, nhưng đúng bản chất tấu hay là chính. Mỗi khi ra sân, nó chỉ muốn lẻ lưỡi để lếu lêu mọi thứ, lếu lêu đối thủ, nên toàn bị đập một cách không thương tiếc. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì Gengar mới thắng được đúng một trận, mệt mỏi thật sự để anh Rồng ú và anh Chu gánh còng hết cả lưng. Vì cùng xuất hiện trong một phần phim mà Lucario thì đã chắc suất tiến hóa Mega rồi. Lối đi nào cho Gengar đây? Nhưng biết đâu được, trong tương lai Sa lại kiếm được Gengar Rai thì sao? Như ông cô đó có đến 3 Pokemon Mega lần ảo ma Canada. Ngoài Mega ra, Gengar cũng được nhà sản xuất ưu ái phết, khi nó cũng có thể Kyo Daimax nữa. Còn Gengar của Sa, Kyo Daimax được không thì không rõ, cùng lắm thì lên đả áo giáp cho ăn súp để nó Kyo Daimax cho nó máu. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.